chẳng ngủ cả. Thì còn bạn đậu nhu à, bạn đậu nhu hả? À, nhà, cháu bị hầm mô chừng? Chín cháu. Chín cháu hả? À, chừng cháu mấy tuổi con? 12 tuổi. 12 tuổi. Ê, tậu chưa ổn cả, cả chín cháu. Ủa, cô quê ở đâu? Ở đâu? Cô ở đây hả? Cô quê ở đây rồi. Đà Nẵng mình. Dạ. Thế rồi cô sẽ học cho cháu là 12 tuổi, cháu tên chi? Lê Chí Khang. Lê chi? Lê Chí Khang. Lê Chí Khang hả? Dạ. Rồi hàng ngày là cô ở đây con biết hả? Cô cho anh số điện thoại. Dạ, cô cho xin số điện thoại. 0905. Dạ, 0905. 905, 903. 0905, 905, 903. Dạ. Dạ. Rồi có ai thay cho cô không hay mình cô? À, tối bằng ngoại đang thay cái 10 giờ mới về. Dạ. Bằng ngoại đang thay hả? Mà cho mẹ ra mắt hả? Không, cho tâm. Mẹ nó mà ngồi luôn. Rồi cháu có anh đây đi không? Có mình cháu hả? Cha mẹ không có, ở với bà nội thôi, với nội. Không là bà nội. Chị ở đường mô đó? Ở dưới An Thị với Hải Tây. À, An Hải Tây nè. Dạ. Cô có cho số điện thoại đi. Con nghe cho con ghi chẳng rõ ràng. Dạ, 0905. Dạ. Không chín không năm, chín không năm, không chín không năm, đầu chín không năm, chín không ba, chín không năm, chín không ba. Tiếp trai con má thở lấy cái vòng mà chị mà cho thở bộ với thâu với thở với người cổ thôi chứ mình những mũi thở không được mà chị cách nào mà ở đây ra chứ làm gì mà đợi mình biết cháu có ai uống thì được không cô? Bao bao tô à? Bao cổ à? Dạ.